Thì cái sơ đồ chúng ta đã nói rồi, thì số 1 là người phát, số 6 là người nhận. Và khi mà số 6 phản hồi lại, tức là đặt câu hỏi là giao tiếp lại, thì trở thành là số 1 và người số 1 trở thành là số 6. Như vậy thì người ta hiểu ở đây là, khi mà giao tiếp trực tiếp với nhau đó, thì Bốn chúng ta phải sáu nhìn cái khả năng nhận biết của đối tượng để chúng ta có thể đoán biết được cái diễn biến tâm lý bên trong. Cái điểm thứ hai đó là chúng ta phải có cái sự kết hợp giữa cái việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ cũng như là phương tiện phi ngôn ngữ. Thầy xin nhắc lại, đó là phi ngôn ngữ hay là ngôn ngữ cơ thể, thì chúng ta hiểu đó là cái cử chỉ điều bộ của con người chúng ta nói chung, trong đó có cả cái ánh mắt, nụ cười hay là nét mặt vân vân để biểu hiện. Từ đó chúng ta có thể là định hướng để điều chỉnh và điều khiển cái quá trình giao tiếp để đạt tới một cái mục đích nào đó, hay nói khác là đạt đến một cái hiệu quả trong giao tiếp và trong giao tiếp. Thì đấy là cái mà cái khái niệm ban đầu. Thì chúng ta có thể tóm tắt một cách như vậy. Còn cái phần thứ hai, tức là 1.2 đó, thì chúng ta có thể phân biệt các cái nhóm kỹ năng thế này, gồm có ba cái nhóm kỹ năng cơ bản. Nhóm kỹ năng thứ nhất là nhóm kỹ năng về định hướng, thứ hai là định vị, và thứ ba là điều khiển cái quá trình giao tiếp, điều chỉnh hay là điều khiển cái quá trình giao tiếp, thì chúng ta hiểu chung là điều khiển. Thì các em có thể để dễ nhớ, thì cái nhóm kỹ năng định hướng đầu tiên thì chúng ta tạm gọi ở trong tổng hợp là D1. D1 là định hướng, đó là cái nhóm thứ nhất mà chúng ta hiểu ở đây, tức là cái D1 là định hướng của quá trình giao tiếp. Thì cái nhóm kỹ năng này nó biểu hiện ở cái khả năng, tức là dựa vào tri giác ban đầu, tức là các cái biểu hiện bên ngoài, chẳng hạn như là về hình thức, về động tác, về cử chỉ, về ngôn ngữ, điều bộ, hoặc là chúng ta hiểu đó là về sắc thái biểu cảm của con người đó, chẳng hạn như là nét mặt tái hay là đỏ hay là xanh hay là vân đó. Thì đấy là cái sắc thái biểu cảm của nét mặt chúng ta biểu hiện từ bên ngoài, để chúng ta có thể là đoán biết được định hướng đó, là đoán biết được cái tâm lý bên trong. Thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý thêm về các cái hình thức bên ngoài, ngôn ngữ, động tác hay là cử chỉ, ngữ điệu hay là điều bộ, vân vân, để biểu hiện khả năng được vào cái tri giác. Ở đây thì chúng ta hiểu, tức là gồm các cái cơ quan cảm giác, trong đó có mắt và tai là hai cái cơ quan quan trọng nhất để chúng ta có thể tri giác ban đầu về cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc. Thì trong sáu cái cơ quan cảm giác của con người đó, thì có hai cái cơ quan rất là quan trọng, đó là thính giác và thị giác. Cái biểu hiện thứ hai đó là khi mà chúng ta giao tiếp với nhau, thì bao giờ trong một cái khoảng thời gian nhất định, thời gian ở đây tức là thời gian có thể nhanh hay là lâu hay là nhanh, trong một khoảng thời gian có thể là cho phép, và trong một cái không gian nào đó, để từ đó chúng ta là nhận biết hay là đoán biết một cách tương đối chính xác các cái diễn biến tâm lý của đối tượng, để chúng ta định hướng một cách hợp lý nhất cho cái việc mà giao tiếp tiếp theo. Và chúng ta có thể là nắm bắt để xác định được cái nhu cầu, mục đích của đối tượng như thế nào, sở thích của họ ra sao, để chúng ta có thể là tiếp tục cho cái cuộc giao tiếp này có hiệu quả hơn. Thì đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý thêm về cả cái nhóm kỹ năng định hướng. Thì nó bao gồm chẳng hạn như là kỹ năng tri giác, tức là căn cứ vào biểu hiện bên ngoài để chúng ta phán đoán cái tâm lý bên trong. Thì cái này chúng ta là dựa vào cái cơ quan cảm giác và để chúng ta nhận biết đối tượng, phán đoán từ cái hình thức bên ngoài đó để chúng ta phán đoán tâm lý bên trong. Bởi vì cái chúng ta mới gặp lần đầu, hoặc là cái tưởng ban đầu, thì chúng ta có thể chưa hiểu hết được cái bản chất về tâm lý, bản chất về tính cách của các người, nhân cách của họ như thế nào. Chẳng hạn như là chúng ta có thể dựa vào những cái cử chỉ, rồi cái gọi là nét mặt hay là lời nói, vân vân,
có thể là dòng hay dòng nhỏ trầm hay là vân vân, để chúng ta có thể là đoán biết được họ lúc đó là vui hay là buồn. Qua tất cả các cái ngôn ngữ cử chỉ thì chúng ta có thể là ngoài là ánh mắt này, là cửa sổ tâm hồn này, thì có nụ cười này, ví dụ như vậy, hay là sắc thái biểu cảm của nét mặt, chẳng hạn lấy cái ví dụ là nụ cười chẳng hạn. Thì một cái biểu hiện của nụ cười thì chúng ta có thể đoán biết được là cái người tiếp xúc giao tiếp với mình đang là vui hay là đang buồn, hay là đang có cái sự quan tâm đến chúng ta, hay là thờ ơ, hay là vân vân. Nói chung như vậy thì căn cứ vào cái ngôn ngữ cử chỉ, các cái tư thế, các cái điều bộ, đặc điểm tâm lý đặc cá nhân thì chúng ta hiểu được họ như thế nào. Một nụ cười bằng cười thang quốc bộ, bằng một rổ penicillin hơn 1.000 viên B1. Nếu các em có thể xin lỗi tí là tham khảo cái giá trị của nụ cười như vậy. Đây xin lỗi các em xíu. Thông thường thì những cái ngôn ngữ cử chỉ ấy, là thông qua cái ngôn ngữ cơ thể thì còn gọi là cơ thể nói chung hay là cử chỉ con người nói chung nữa, thì có tính chất thật hơn so với lời nói, bởi vì cái đó nó thuộc về cái bản năng vô thức, một số những cái hành động là lời vân vân, thì đúng đó là ngôn ngữ cử chỉ. Nhóm thứ hai là nhóm mà các cái kỹ năng định vị, thì đây là nhóm kỹ năng có khả năng xác định vị trí giao tiếp để từ đó tạo điều kiện cho đối tượng chủ động. Đây là nhóm hai là chẳng hạn như là hai người cùng đồng cấp, hay là cùng nhân viên, cùng chuyên viên với nhau, hay là cùng trưởng phòng, hay là cùng phó phòng, hay là cùng giám đốc v.v. Đó là hai cái người là ở cái mức độ trong địa vị xã hội ấy, là có giống nhau. Thứ hai là cái người cao hơn là A, là cấp trên của B, và ngược lại là A nhỏ hơn B thì là B là cấp trên của A. Ví dụ như vậy thì là những cái gọi là cái vị trí trong xã hội của cái người trong giao tiếp. Chẳng hạn A và B bằng nhau thì dòng điểm thân thiện cởi mở, với đây là cái người mà đồng cấp thân thiện, thoải mái nói chuyện vô tư với nhau. Ví dụ như vậy là cái người mà gọi là đồng cấp. Nhưng giả sử người A lớn hơn B, và tương tự là B lớn hơn A vậy, thì chúng ta thấy là hai cái này là nó có thể đổi chỗ với nhau. Thì một người ở bậc trên cao trên thì kể cả hay gọi là nói trống không, có khi là ra mệnh lệnh đối với thủ trưởng, với nhân viên, ví dụ như vậy. Còn B thì nó ngược lại. Còn giả sử A nhỏ B thì B là thủ trưởng của A, ví dụ như vậy. Thầy ơi, hình như mặt của thầy yếu sao á, nó bị rè với là nó giật giật lắm thầy. Âm thanh nha em, bây giờ dạ, nghe rõ được chưa em? À. Dạ, nó mất mình giật giật sau thì khoảng nó mất tiếng không thầy? Thỉnh thoảng hơi mất tiếng. Máy chắc là do máy tính của thầy á, thầy cũng sửa nhiều lần rồi. Chịu khó một tí ha. Cái nhóm này á, thì đấy là cái kỹ năng để làm chủ trạng thái tình cảm khi tiếp xúc, đó là khả năng tự kiềm chế. Cái phần tự kiềm chế thì thầy sẽ nói phần sau một tí, tức là liên quan đến cái kỹ năng kiềm chế của con người khi mà chúng ta để thể hiện được cái này.
Điểm thứ hai là làm chủ các cái phương tiện giao tiếp. Như ta biết thì còn có ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, trong đó có nói, ngôn ngữ viết và cơ thể. Nhóm thứ ba đó là nhóm điều khiển, và các em thêm như thêm một cái chữ, nó là điều chỉnh cái quá trình giao tiếp. Nhóm kỹ năng điều khiển và điều chỉnh thì cái định vị là D2, chúng ta viết tắt là D2. Còn cái nhóm thứ ba này là điều khiển là D3, điều khiển và điều chỉnh quá trình giao tiếp. Cái này thì nó biểu hiện ở cái khả năng là lôi cuốn đối tượng khi mà chúng ta giao tiếp. Chẳng hạn như là cũng kể một câu chuyện cười chẳng hạn. Tuy nhiên ba cái người kể thì là cái sự lôi cuốn thu hút là cũng khác nhau. Và để duy trì được cái hứng thú, sự tập trung chú ý của đối tượng như thế nào đó thì phụ thuộc vào cái người mà chúng ta đang giao tiếp. Chúng ta đang giao tiếp thì đây gọi là cái kỹ năng để chúng ta điều khiển cái quá trình giao tiếp, hay là điều chỉnh và điều khiển cái quá trình giao tiếp. Để ra nếu có điều kiện thì khi thầy đứng trước lớp á, thì thầy sẽ biểu hiện cái này thông qua các cái hành vi cử chỉ, nét mặt hay là cái ngôn ngữ nói á, để chúng ta có thể là lôi cuốn hoặc là thu hút đối tượng mà chúng ta có thể nghe như thế nào, ví dụ như vậy. Dạy qua ví dụ như là khi trực tuyến thế này thì có những điều mà thầy không làm được, chẳng hạn như là về ngôn ngữ cử chỉ rồi tất cả thứ. Nhưng mà trên lớp thì có cái may mắn là được sinh viên cũng rất là chú ý nghe giảng, nói chung là tập trung, và gần như là gần như ít khi nào mà các em xem đồng hồ, ví dụ như vậy. Thì chúng ta duy trì được cái mạch để các em có thể là nghe được và để tập trung được vào một cái bài giảng, một vấn đề nào đó, để cái đối tượng mà chúng ta có thể theo sát được cái vấn đề mà chúng ta đang tập trung. Cái phương tiện giao tiếp thì như các em biết, tức là bằng ngôn ngữ nói, thứ hai là trực tiếp và gián tiếp. Chẳng hạn như là ngôn ngữ nói mà chúng ta thầy trò gặp nhau trên lớp á, thì đấy là cái ngôn ngữ để chúng ta biểu hiện thông qua cái ngôn ngữ trực tiếp. Phần sau thầy sẽ nói về cái giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp. Còn về gián tiếp thì chúng ta phải thông qua một cái công cụ trung gian nào đó, chẳng hạn như là các em đang ở trong tay mình có cái máy tính, hoặc là chúng ta thông qua cái điện thoại vân vân, thì chúng ta có thể nghe cái lời nói đó và thông qua một cái công cụ trung gian, chẳng hạn như các em gọi về cho ba mẹ, cho người thân, cho gia đình vân vân, thì cũng là cái dạng ngôn ngữ nói mà là gián tiếp. Gián tiếp còn giả sử như chúng ta gặp nhau trực tiếp thì đấy là ngôn ngữ trực tiếp. Ngoài ra thì có ngữ để sử dụng trong văn bản, tức là ngôn ngữ viết, và chúng ta chuyển một cái văn bản cho người nào đó, ví dụ này thì bằng ngôn ngữ, chẳng hạn như là thầy cũng cố gắng để tóm tắt một cách có thể ngắn gọn nhất để gửi cho các em về cái phần chương 1, chương 2, và hôm qua thì gửi cho chương 3 rồi. Cho nên các em cố gắng đọc cái phần đó thì gọi là ngôn ngữ bằng văn bản, và chúng ta đọc qua trước cái phần gọi là tóm tắt đó, thì khi nghe giảng ta có thể bổ sung một số những cái phần mà chưa có trong cái bài giảng tóm tắt đó, thì ta có thể là hiểu được cái bài đó có hiệu quả hơn. Ngoài ra thì còn có cái gọi chung là phi ngôn ngữ. Có sách thì người ta gọi phi ngôn ngữ, có sách thì người ta gọi là ngôn ngữ cử chỉ, còn có sách thì người ta nói rõ ra, tức là cử chỉ điều bộ, nói chung là cái hành vi cử chỉ nói chung thì gọi là phi ngôn ngữ, để kết hợp trong giao tiếp. Và bất kỳ các em hiểu bất kỳ cái ngành nghề nào trong xã hội thì hiện nay cũng đều sử dụng cả hai cái dạng phương tiện nào, nói và viết, và phương tiện phi ngôn ngữ kết hợp, tức là có sự kết hợp giữa ngôn ngữ nói chung, tức là ta hiểu về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Thứ hai là phi ngôn ngữ, tức là không phải dùng ngôn ngữ mà là các cái cử chỉ điều bộ động tác để chúng ta giao tiếp. Và bất kỳ cho dù là cái ngành nghề nào đó, một cái nghề chúng ta gọi là ca nhạc, ca hát chẳng hạn, thì người ta nghe là nghe thanh bằng cái lời ca tiếng hát, nhưng thực ra thì khi lên biểu diễn thì bao giờ người ta sử dụng cả cái ngôn ngữ cơ thể, kể cả trang phục, kể cả ánh mắt, kể cả nụ cười, cả biểu cảm vân vân, nói chung là đều có sự kết hợp để làm tăng thêm cái độ gọi là
nhạy cảm hơn trong cái việc chúng ta có một số cái ví dụ. Tuy nhiên thì thầy chỉ lấy cái vài cái hình ảnh để các em có thể nhận diện thông qua các cái ngôn ngữ cử chỉ như vậy. Thì các em có thể chú thích ở phần dưới của cái ảnh này như thế nào, chú thích phần dưới cái ảnh này như thế nào. Thầy để là đỡ mất thời gian của các bạn thì thầy minh họa luôn. Thì đây là một cái ánh mắt nụ cười cũng như là nét mặt rất là hạnh phúc. Ví dụ như vậy. Và nếu các em để ý thì khi chúng ta đi xa nhà về đó, được người mẹ ra đón đó, thì có một cái biểu hiện về mặt ngôn ngữ cử chỉ đó, nào là nét mặt, ánh mắt, nụ cười, một cái ôm hôn hay là vân vân, nói một cái cử chỉ nào đó rất là hạnh phúc. Tất nhiên cũng có nhiều em đi xa về thì mẹ khóc, nhưng mà khóc trong sung sướng và khóc trong cái hạnh phúc nào đó. Nếu có điều kiện lên giảng phần kia thì thầy sẽ minh họa thêm cái phần này. Chúng ta có thể vui cũng khóc, buồn cũng khóc, nhưng mà hạnh phúc cũng khóc và hạnh phúc cũng cười, vân vân. Điều này thì chắc chắn là có một cái điều gì đó bất thường, đó bàng hoàng, ngạc nhiên hay là có cái điều gì đó vừa xảy ra. Ảnh thứ ba thì bị tổn thương, chẳng hạn như là chúng ta nói cái điều gì đó chưa kịp suy nghĩ, mà dẫn đến cho người thân, cho bố mẹ hay là đặc biệt là người mẹ mình nhắc, thì có thể là chúng ta bị tổn thương. Tất nhiên lời nói thì có rút lại, hành vi cử chỉ thì có thể là rút lại được, nhưng mà lời nói thì rất là khó rút lại, cho nên làm cho người khác có thể là bị tổn thương. Và cái hình ảnh thứ tư đó là tập ngưng không chắc chắn, cái biểu hiện của nét mặt về nam giới chẳng hạn thì nó cũng khác với nữ giới. Chẳng hạn đây là cái hình ảnh mà chúng ta cảm giác như là rất buồn, đây là căng thẳng, đây là chán ghét, và một cái hình ảnh cuối cùng đó là chúng thích thế nào. Sao mà tôi tốt thế, thầy có nhớ trực trực giác nhớ lại một cái bài thơ của một cái nhà thơ ở trên thế giới viết cái câu thế này các bạn. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng đợi, tức là bảo người ta đi mà lại trách là không đứng đợi. Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay, tức là đừng có đợi nhưng mà sau đó trách là vội về ngay. Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, sao mà anh có thể không nhìn vào mắt em. Như vậy là chúng ta giữa lời nói và ngôn ngữ cử chỉ thì nó có cái sự mâu thuẫn, nói thì nói như vậy thôi nhưng thực ra thì không phải như vậy. Hay là chúng ta hay nói vui là nói có là không và nói không là có. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng đợi. Anh bảo em đừng đợi, sao anh vội về ngay. Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, sao mà anh có thể không nhìn vào mắt em. Đây là một quan hệ giữa cái ngôn ngữ cử chỉ cũng như là lời nói hay là ngôn ngữ nói. Bây giờ có một cái bài tập nhỏ nhỏ, em có thể dùng cái giấy nháp của mình đấy hoặc là ghi vào trong vở cũng được, là có 3-4 cái cột. Cột đầu tiên là chúng ta ghi cả cái nội dung, cả cái yếu tố, là cái hành vi ấy, như là chỉ tay về cái phía ai đó đang hướng dẫn. Thứ hai là ngồi gập người xuống bàn và nghịch giấy trong tay trong khi là đang khiển trách một nhân viên hoặc là khiển trách một chuyên viên nào đó. Thứ ba là cười và hướng về người ứng viên trong một cái buổi phỏng vấn tuyển dụng. Và cuối cùng là đấm mạnh tay xuống bàn khi giải thích một vấn đề nào đó liên quan đến chuyên môn. Vậy thì
chúng ta sẽ đánh cái dấu nhân vào các cái ấy, hoặc là hung hăng, hoặc là quyết đoán, hoặc là yếu đuối, bởi các cái hành vi mà cử chỉ người ta gọi chung là cái ngôn ngữ cử chỉ này như thế nào. Các em chắc là đã có cái đáp án trong đầu rồi, tuy nhiên để khỏi mất thời gian thì thầy chú thích luôn. Chẳng hạn như là chỉ tay về phía ai đó thì đấy là hung hăng, ngồi gập người xuống thì là yếu đuối, cười và hướng về ứng viên trong một cái buổi phỏng vấn tuyển dụng, đấy là quyết đoán. Nếu có thời gian trong tuần sau thì thầy sẽ nêu với các em một vài điểm liên quan đến cái một vài kinh nghiệm liên quan đến cái phỏng vấn tuyển dụng, xin việc. Và cái cuối cùng là hung hăng nắm mạnh tay xuống bàn khi đang giải thích về một vấn đề nào đó liên quan đến chi tiết kỹ thuật hay là vấn đề chuyên môn nào. Những bức thư điện tử không thể thay thế được hơi ấm của cái bắt tay. Như vậy chúng ta có thể gửi lời cảm ơn qua cái địa chỉ email hay là qua cái tin nhắn bằng điện thoại hay là vân á, thì cũng không thể thay thế được cái gọi là chúng ta khi giao tiếp trực tiếp để bắt tay và có thể có cái lời cảm ơn. Bởi vì nó liên quan đến hình tượng, thanh tượng, tức là nói âm thanh, sắc tượng thì các bạn biết rồi, tức là cái độ sắc nét của cái hình hài, hoạt tưởng và tâm tưởng. Còn về đó là ngôn ngữ cử chỉ, còn ngôn ngữ nói là được biểu hiện bằng âm thanh. Âm thanh thì có thể là lớn, nhỏ và vân vân. Tất nhiên chúng ta nói có khoảng 60 đến khoảng 70 decibel trở lại thì âm thanh có thể là chấp nhận được. Và khi âm thanh phát ra thì chúng ta được tiếp thu bằng cái cơ quan cảm giác là tai, tức là thính giác. Và khi tác động trực tiếp thì chúng ta có thể là thể hiện được cái tình cảm, ý chí hành động của con người. Nhưng mà giả sử chúng ta tác động một cái âm thanh, tức là âm lượng nó lớn quá, khoảng từ 100 đến 120 decibel trở lên á, thì nhiều khi chúng ta bị chói tai và chúng ta cảm nghe rất là bực. Và khi giảng bài trên lớp chẳng hạn thì thầy thường dùng micro chẳng hạn, thì chúng ta phải để âm lượng nào đó vừa phải để người ta có thể nghe, đủ nghe, không nhỏ quá, cũng không lớn quá, làm sao để cả cái lớp cùng nghe. Tất nhiên đối với hội trường lớn như A tầm B hay là một số cái hội trường lớn thì âm thanh phải lớn hơn. Còn trong cái phòng mà chúng ta thường học như là A272 thì âm thanh nó vừa phải để chúng ta có thể là đủ nghe. Chúng ta có một em trai hay em gái nào đó, một đứa trẻ, nhiều các bạn ở nhà có một người em ruột mình nhé, thông minh, hiếu động, tất nhiên là cũng ham chơi. Và các em thấy là tối hôm trước khi các em về, hiện nay đang ở nhà chẳng hạn, thì thấy em cất sách vở chuẩn bị đi ngủ, và bạn chính là cái người mà hỏi em mình ấy, là học bài kỹ chưa, thì em mình trả lời là đã học xong rồi. Tuy nhiên hôm sau đi học về đó thì bạn hỏi thăm về cái chuyện học hành như thế nào, thì em của mình trả lời rằng là đã bị điểm sai một cái môn nào đó, môn toán, môn lý hóa, văn sinh tử gì đó, tức là không làm được bài. Vậy thì bạn sẽ là cái người nói như thế nào với em mình? Đây là một cái bài tập tình huống để các em có thể xử lý trong cái điều kiện cụ thể nào đó. Tất nhiên có nhiều cách xử lý khác nhau, nhưng mà để có cái cách nào đó để giao tiếp làm cho em tiến bộ hơn, hoặc là nó không mải chơi hơn, thì chúng ta có một cái cách nào đó để học. Đây là một cái bài mà có thời gian để hỏi các bạn trực tiếp. Hãy suy nghĩ. Chẳng hạn như chúng ta muốn gọi điện thoại cho ai đó về một cái nội dung nào đó, ví dụ như vậy, hoặc là gửi thư cho ai đó qua địa chỉ email, hay là
chat với nhau vân vân, qua các cái địa chỉ vân vân, qua điện thoại chẳng hạn, thì chúng ta phải suy nghĩ trước khi mà chúng ta có thể thể hiện cái nội dung này. Chuẩn bị trước trong đầu những gì cần nói, tạo được sự chú ý của người nghe và nói một cách rõ ràng, ngắn gọn, đủ nghe, sử dụng từ ngữ thành ngữ quen thuộc, dễ hiểu và nói bằng giọng điệu phù hợp với hoàn cảnh, với tình huống mà chúng ta khi giao tiếp. Và sau đó thì có cái sự phản hồi qua cái hình thức nói. Phần bài tập này có thời gian cho nó là thầy xin phép được tua qua để chúng ta sang một cái phần tiếp theo. Chuyển ngôn ngữ trừ tức là ngôn ngữ nó về mặt âm tính, còn ngôn ngữ dương tức là dương tính, hay nói khác tức là nó tích cực hay là tiêu cực, chuyển đổi từ hai cái dạng nên nói thế này hơn là nên nói thế kia, tức là chuyển sang cái dạng tích cực hơn là âm tính. Cái phần kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn thì hôm sau chắc là tuần tới thầy sẽ nói với các em về một số cái điểm liên quan đến phỏng vấn về xin việc. Chúng ta có cái sự so sánh giữa cái ngôn ngữ và các cái cử chỉ tức là điều bộ hay là ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta có thể quay trở lại về thời mình đang học lớp 1, lớp 2 hay là tiểu học đó, thì các em được dạy thứ nhất là đọc, thứ hai là nói, thứ ba là viết. Và những cái điều này thì các em luôn luôn là được thầy cô mình dạy. Và nếu như các em biết thì một cái điều, một cái môn, tất nhiên sau này chúng ta học ngoại ngữ như là Anh văn hay là Pháp văn, Nhật hay là Trung Hoa chẳng hạn, thì có một cái môn rất là khó, phải là môn nghe. Môn nghe thầy cũng cảm nhận rằng mình là cái môn này là yếu nhất, listening chúng ta gọi là môn nghe. Nhưng mà suốt quãng đời mà chúng ta đi học phổ thông thì các em lại không được dạy cái môn này, không được dạy môn này, tức là chỉ có nghe rồi chúng ta trả lời bằng thông qua là viết này, đọc rồi nói thôi. Thế còn để có một cái môn riêng biệt mà dạy nghe thì lại không có. Đó. Mà chúng ta là phải học đầu tiên đó là phải nghe, phải nghe. Nhưng mà cái môn để dạy chúng ta nghe thì lại không có. Môn thứ hai bắt đầu để nói, chẳng hạn như vậy, tập đọc đó. Môn thứ ba là đọc, thứ tư là viết, chính tả, chẳng hạn như vậy. Và sử dụng nhiều nhất thì chúng ta thấy đấy là thông qua cái thính giác là nghe nhiều nhất. Nói là thứ hai, đọc là thứ ba và viết là ít hơn. Được dạy nói thì tương đối ít, dạy đọc thì tương đối nhiều, dạy viết là viết nhiều nhất. Còn riêng nghe đó thì chúng ta lại là gần như không được học, không học nào. Chúng ta lên tuổi lên ba đó, thì cả nhà học nói, tức là gặp cái gì cũng hỏi và hỏi tần cùng của sự hỏi. Và nhiều khi có những người trong gia đình đã gặp cái gì em cũng hỏi và phải trả lời đến khi mà hết câu hỏi thì thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta người lớn gặp những đứa trẻ 3 tuổi thì nó khi giảm dễ bực mình hơn. Bởi vì cái giai đoạn này em biết là đang cái giai đoạn khám phá thế giới, chưa biết nhiều về cái thế giới xung quanh, do đó là gặp cái gì nó cũng phải hỏi cho bằng được để người lớn phải trả lời nó hiểu. Đấy là nghe. Khi mà chúng ta nhận cả cái thông tin từ bên ngoài vào đó, nếu biết ký hiệu là SR đó, S tức là kích thích, R tức là phản ứng action, tức là phản ứng. Thì chúng ta nghe bên thông tin thông qua cái thính giác, sau đó truyền lên cái bán cầu đại não, hai bán cầu đại não thì nhận cả cái trung khu thần kinh ở đây để xử lý cả cái thông tin. Sau đó xử lý thông tin xong thì chúng ta trả lời cả cái kích thích từ bên ngoài vào. Cần tìm hiểu các cái kỹ năng như là về thái độ, về các cái kỹ năng sống, kỹ năng mềm, rồi kiến thức
chúng ta có ba dạng thái độ, kỹ năng và kiến thức để chúng ta trong quá trình giao tiếp thì có cái một vài gọi là đỡ về mặt hiểu biết về kiến thức, thứ hai là về thái độ để chúng ta truyền cảm đối với người giao tiếp, và cái quan trọng nhất đấy là về kỹ năng trong giao tiếp. Điểm thứ hai tức là thầy vừa trình bày xong với các em là cũng có ba cái nhóm kỹ năng giao tiếp: định hướng, định vị và điều khiển cái quá trình giao tiếp, tức là D2 và D3. Vậy thì chúng ta phải có cái rèn luyện các cái kỹ năng này thế nào? Thứ nhất là rèn luyện cái kỹ năng định hướng thế nào để chúng ta có cái hiệu quả giao tiếp tốt nhất. Thứ hai là rèn luyện cái kỹ năng định vị. Thứ ba là rèn luyện cái kỹ năng về điều khiển và điều chỉnh các cái quá trình giao tiếp. Về định hướng thì thầy dùng cái từ học thuộc trong một kép. Học thuộc ở đây thì không hiểu, không không phải như là hồi chúng ta học cấp 1 là phải học cả cái bài thuộc lòng để chúng ta trả lời với thầy cô giáo. Mà ở đây học thuộc có nghĩa là chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ cơ thể của cái người mà đối diện chúng ta. Tức là qua ánh mắt này, qua nét mặt này, qua nụ cười, qua cái gật đầu, cái quạt tay vân vân. Nói chung là cái ngôn ngữ cử chỉ của họ đó. Thì để chúng ta hiểu được cái tâm lý bên trong của họ khi mà giao tiếp với chúng ta. Thứ hai là quan sát và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình tình sống. Kinh nghiệm ở đây thì chúng ta hiểu là những người mà có cái độ tuổi nhiều trong cuộc sống, chẳng hạn như là khi ra khỏi nhà thì chúng ta thường là phải hỏi người già, người nhiều tuổi để biết được cái kinh nghiệm nào đó. Chẳng hạn như là khi qua sông thì phải gọi là lội trước thì đi sau, ví dụ như ăn cổ thì đi trước mà lội trước thì đi sau. Thực nghiệm bằng các cái băng ghi hình, tham khảo các cái kinh nghiệm dân gian vân vân. Chẳng hạn như chúng ta muốn thắng một cái đội bóng nào đó thì chúng ta phải có các cái băng ghi hình của các cái đội bóng đó để chúng ta đoán biết được những cái cầu thủ nào hoặc là cái chiến thuật của các cái đội đó như thế nào, để chúng ta có thể là biết được cái điểm mạnh và điểm yếu của họ để chúng ta có thể điều chỉnh cái đội hình của mình làm sao là thắng, thuyết phục đối với họ. Ngoài ra thì tham khảo các cái kinh nghiệm về mặt dân gian. Dân gian thì ông cha mình để lại rất là hàng ngàn cái kinh nghiệm khác nhau của cha ông mình đã để lại con cháu. Ví dụ như là trời sắp mưa thì người ta hiểu là chớp đông nhay nhảy, gà cấy thì mưa. Thì dạng kinh nghiệm dân gian, ví dụ như vậy. Và ngoài ra thì có thể nhìn tướng mạo của cái người đối diện, ví dụ như vậy, để chúng ta có thể là có cái định hướng trong giao tiếp khi mà gặp họ. Còn cái dạng thứ hai đó là rèn luyện cả cái kỹ năng định vị. Đấy là chủ động và điều tiết cả cái đặc điểm tâm lý của mình cũng như là của đối tượng. Tức là biết có thể là phân tích xử lý các thông tin mà của đối tượng như thế nào. Chẳng hạn như là cái người đó tiếp xúc với mình là cái người đồng cấp hoặc là cấp trên hay là cấp dưới vân vân, nói chung như vậy để chúng ta có thể điều chỉnh các cái xử lý các thông tin để điều chỉnh cái cuộc giao tiếp cho nó có hiệu quả hơn. Thứ ba là điều khiển cái quá trình giao tiếp. Thì đây có một cái từ nó hơi mới, tạm gọi là mới, thì chắc là các em cũng tiếp xúc, đó là cái kỹ năng khả năng thống ngữ là khống chế, chi phối và điều khiển con người giao tiếp, thì người gọi chung là thống ngữ. Thì người có khả năng thống ngữ ở đây tức là biết và nắm chắc được cái sở thích của họ, thú vui của họ, đối tượng giao tiếp và hiểu biết nhiều về cái đối tượng chúng ta đang giao tiếp, thì người ta gọi là có khả năng để ta điều khiển, khống chế họ. Trong cái bài tập mà thầy có hướng dẫn cho các em thì các em làm cái bài thứ nhất đó là giới thiệu về nhóm, thì do có thể là do tổ trưởng giới thiệu chung, nhưng có một cái điều mà các em phải tự làm trước lớp, đó là giới thiệu về mình. Thì người ta sẽ biết được mình tên tuổi này, họ tên, ngày tháng năm sinh, để sở thích, sở trường, sở đoạn này, rồi mong muốn trong tương lai này vân vân, có những cái tóm tắt về lịch sử gia đình hay là có những cái gì là đặc sản về quê hương nơi các em sinh sống vân vân, thì người ta biết được các bạn là người như thế nào, tính cách nữa.
người ta có thể bồi dưỡng cái khả năng thống ngữ bằng cái cách thế này. Thứ nhất là làm rõ đối tượng thống ngữ, khắc phục cái tính mù quáng. Mù quáng ở đây tức là thầy đang nói cái chuyện tức là không phải mù mà là phải biết, hiểu biết về họ như thế nào thì khắc phục được cái tính gọi là trong mặt kép này, không để là mình không hiểu gì họ cả, không hiểu gì người đối tượng giao tiếp thì gọi là mù quáng. Tìm hiểu một ai đó, chẳng hạn như là các bạn đang ở tuổi thanh niên để tìm hiểu nhau rồi sau này nên vợ nên chồng vân vân, thì cũng phải biết đối tượng là người thế nào, hoàn cảnh ra sao, tính cách nhân cách của họ như thế nào, thật thà thẳng thắn hay là giả dối hay là như thế nào đó, thì chúng ta phải biết được cái đối tượng để chúng ta có thể là điều chỉnh được cái quá trình giao tiếp tiếp theo. Là phải nâng cao cái trình độ văn hóa, trình độ lý luận, trình độ nghề nghiệp. Thầy nói một điều tức là trình độ văn hóa và trình độ học vấn các bạn, thì nó có thể là tỷ lệ thuận với nhau. Chẳng hạn như anh có cái trình độ vấn cao đó thì trình độ văn hóa cũng có thể là cao, nhưng cũng có người là trình độ học vấn cao nhưng mà trình độ văn hóa sử thì lại không được cao, tạm gọi là thấp. Nhưng cũng có điều ngược lại nữa, đó là có những người trình độ học vấn rất là thấp, đây là tỷ lệ nghịch, thì nhưng mà trình độ văn hóa ứng xử giao tiếp của họ thì rất là cao. Nếu các em về ở các cái vùng quê, chẳng hạn như là thầy hay về quê để thăm non gia đình rồi vân vân, thì gặp những cái người mà U90, U80 chẳng hạn, trước đây họ không có cái điều kiện để đi học, có nghĩa là mù chữ, ví dụ như vậy, trình độ học vấn rất là thấp, nhưng mà trình độ văn hóa ứng xử thì rất là cao. Cho nên con cháu những người họ phải học, học họ tí là họ cũng có trình độ vẫn thấp, ví dụ như vậy. Ngoài ra thì có cái liên quan đến nghề nghiệp, tức là chuyên môn của mình, và điều cuối cùng đó là về bồi dưỡng cái phẩm cách. Phẩm cách ở đây thì thầy viết tắt đó là phẩm chất và nhân cách của một con người. Giả sử như có điều kiện trực tiếp thì thầy sẽ nói em về phẩm chất của người Việt Nam, trong đó có đức và tài. Và cô đã giải thích cái phần này rồi. Thứ hai là nhân cách trong xã hội thì người ta có thể chia thành bốn cái nhóm, chẳng hạn như là học này, rồi linh hoạt, rồi bình thản, rồi ưu tư, tức là bốn cái nhóm gọi là tính cách của con người trong cả cái kiểu khí chất mà chúng ta học ở cái phần gọi là nhân cách con người nói chung. Thứ ba là học cái công tâm. Công tâm ở đây tức là vào lòng người, và chúng ta có cái sự chân thành, có cái sự chân thật, cái sự hiểu hảo. Hiểu ở đây là có, hảo là tốt, có cái điều tốt lành, hảo là tốt. Rèn luyện cái khả năng hấp dẫn đối tượng bằng cách tức là bằng cái lòng tự tin của mình, hay nói cách khác tức là cái vốn văn hóa của mình, cái vốn tri thức của mình, trình độ học vấn của mình, là mình phải tự tin để mình khẳng định được cái điều mà về mặt chuyên môn, về mặt nhân cách, về tất cả mọi cái thì phải tự tin bằng cái vốn có của mình, không tự kiêu, tức là nâng cái bản chân mình lên trên cái mà có của mình. Chẳng hạn như là mình là A chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên mình nâng mình lên thành A cộng, tức là lên một cái bậc cao hơn, gọi là tự kiêu. Theo cái ngôn ngữ hiện đại hiện nay các bạn đang dùng thì gọi là nổ, hay là bom tấn, bom tạ gì đấy, các cái loại bom. Tự kiêu tức là vượt qua cái mà mình có, cũng không tự ti tức hạ thấp mình, tức là mình có thể hiểu biết như thế này, nhưng mà tự nhiên lại cho mình rằng là không có sự hiểu biết như vậy. Cho nên chúng ta phải là bằng cái lòng tự tin của mình, không tự kiêu và không tự ti, để chúng ta có thể là rèn luyện cái khả năng để giao tiếp, cư xử chân thành với mọi người, cái này thì đó, và ca ngợi những cái điểm mạnh của họ. Khi chúng ta gặp ai đó thì bao giờ cũng nên hỏi thăm hoặc là biết được những cái điểm mạnh, những cái ưu điểm của họ đó, thì chúng ta có thể là ca ngợi một cách gián tiếp, ví dụ như vậy. Và giả sử như thầy gặp các em thì có thể hỏi là học kỳ một vừa rồi thì em đã có học bổng hay không, ví dụ như vậy. Nếu có thì chúng ta lại ca ngợi, và nói chung là khuyến khích cái sự học tập của các em bằng cái cách là chúng ta đạt được một cái điểm số rất là tốt trong cái học kỳ vừa rồi, trong cái năm học vừa rồi. Nhưng mà chúng ta không bao giờ học hỏi là các bạn học lại mấy môn hay là thi lại mấy môn, thì đấy là những cái điểm mà người ta bị hạn chế, chúng ta tránh đi.
đặt mình vào cái địa vị đối tượng mà cảm thông đồng cảm với họ và luôn mỉm cười với đối tượng, đôi mắt để biểu thị tình cảm, tức là ngôn ngữ chỉ thông qua cái ánh mắt, nụ cười, trang phục. Có một điều tất nhiên là nó phụ thuộc vào cái tính cách của từng người, nhưng giả sử như là thầy đi dạy thì thầy bao giờ cũng phải là có một cái bộ com lê cà vạt, dạy nghiêm túc, đấy là trang phục phù hợp. Mọi sinh viên hỏi tại sao thầy lại hay mặc những cái đồ nghiêm chỉnh như vậy, thì trả lời là khi mình giao tiếp với ai đó mình muốn tôn trọng họ thì ít nhất là thông qua cái trang phục để mình hiểu được, tức là cái đối tượng mình có thể tôn trọng họ thông qua cái này. Tất nhiên là tùy tính cách, có người có thể là ăn mặc họ cũng không được chỉnh chu lắm, nhưng mà tấm lòng của họ thì vẫn là cái người mà rất là tôn trọng người khác, cái này tùy. Nhưng mà với tính cách của những người nào đó thì chúng ta có thể là qua cái bộ trang phục để chúng ta tôn trọng khi mà giao tiếp với cái đối tượng mà đang trực tiếp với mình. Đừng tiếp cái sự hào phóng, nhiệt tình và có sự khôi hài, dí dỏm. Nếu học ở trên lớp thì chắc là thầy sẽ kể rất nhiều cái chuyện để các em vui vẻ, tiếp thu cái bài đó dễ hơn thông qua những cái câu chuyện mà bìa như thật và câu chuyện thật như bìa, ví dụ như vậy. Còn về phần kiềm chế đó, thì thầy nói luôn, thầy có nói về các em đó. Trong khoa học tâm lý ấy, thì người ta đưa ra ba cái trạng thái cơ bản sau đây, ba cái trạng thái, và trong ba trạng thái đó thì các em nên chọn cái trạng thái nào để chúng ta khi giao tiếp để rèn luyện cái khả năng tự kiềm chế. Giả sử có một cái câu hỏi ôn tập thì em hãy nêu ba cái trạng thái cơ bản trong cái khả năng rèn luyện khả năng tự kiềm chế. Tuy nhiên trong ba cái khả năng đó, ba cái trạng thái đó thì em thích nhất là trạng thái nào? Câu hỏi này thì rất là dễ, các em có thể nêu một trạng thái, hai trạng thái, ba, và chúng ta có thể chọn một trong ba cái trạng thái đó. Nhưng mà thầy không nói là vì sao, thầy không dạy vì sao là các em lại chọn một, hai hoặc là ba, mà các em phải tự liên hệ tại sao mình lại chọn cái này. Thì đấy là câu hỏi vì sao, và cái này là cái riêng của từng cá nhân một, riêng của từng cá nhân. Và khi mà thầy cô chấm bài ấy, thì chấm cái nét riêng, cái độc đáo riêng của từng người, đấy là suy nghĩ hay gọi là tư duy độc đáo riêng biệt của từng người. Thế còn cái đầu ấy, thì ba trạng thái nêu thì ai cũng nêu được, chọn một cái thì ai cũng chọn được, nhưng trả lời tại sao lại chọn cái này ấy, thì đấy là tư duy riêng biệt của từng người. Và người ta chấm điểm cao hay thấp là chấm điểm về câu trả lời vì sao. Bản ngã phù mẫu đấy thì các em hiểu tiếng Hán Việt á, cho nên là mẫu là mẹ, phù là cha, hay là có cái trạng thái gọi là được quyền á, gọi là được quyền làm cha mẹ. Và khi mà được quyền làm cha mẹ thì có một cái quyền hạn, có một cái ưu thế nào đó trong giao tiếp đối với con cái, ví dụ như vậy. Chẳng hạn như là bố mẹ đối với chúng ta chẳng hạn, thì bố mẹ thường có những cái quyền nào đó để giúp cho, tất nhiên là đánh đập hay là chửi bới là vân vân thì đấy là những quyền của cha mẹ mới làm được. Thế còn với hàng xóm thì con hàng xóm thì bố mẹ không làm được, đấy là quyền gọi là quyền cha mẹ. Tất nhiên em hiểu sâu hơn tí là bố mẹ mình bao giờ cũng muốn cho con cái nó tiến bộ, cho nên có thể là phải điều chỉnh bằng cách là dùng roi, dùng cái chửi, được cái thế này kia vân vân để làm giúp cho các em đó này tiến bộ hơn. Còn cái bản ngã thứ hai là bản ngã thành niên. Thì cái trạng thái bản ngã thì nên là cái mà người ta biết được cái cân nhắc, suy nghĩ, lời nói trước khi là hành động. Thì đây là một cái trạng thái mà ở cái người thành niên, người ta gọi là đã phát triển ở mức độ dùng lý trí để chi phối tình cảm, hay nói cách khác tức là người ta biết suy nghĩ một cách sâu sắc khi mà hành động, được khi đưa ra hành động. Còn cái trạng thứ ba là bản ngã bị nhi đồng, thì để trong một kép đó, thì chúng ta hiểu đó là bản ngã non nớt, nhi đồng ở đây gọi là non nớt, ví dụ như vậy. Chúng ta gọi hay gọi là trẻ trâu, sửu nhi, sửu là trâu, nhi là trẻ em, thì gọi là suy nghĩ đang ở cái mức độ mẫu giáo, vườn trẻ, đấy là mức độ nhi đồng, chứ không phải là tuổi thanh niên. Thì đây là cái dạng có cái sự chi phối của cái cảm tính đến lý tính,
chứ không phải ngược lại, như là cả lý tính chi phối sự cảm tính. Cảm tính ở đây tức là suy nghĩ còn hời hợt, còn non nớt, nói chung như vậy, trước khi đưa ra hành động. Trong ba cái trạng thái chúng ta nói trên thì trạng thái bạn thành niên là lý tưởng nhất, và chúng ta có thể là tùy các em chọn, nhưng mà theo thầy thì nên chọn cái trạng thái bạn thứ hai, để khi mà chúng ta ra một cái phát ra một cái lời nói hay là phát ra một cái hành động, một cái cử chỉ như thế nào đó, thì chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc, đo để cẩn thận thì chúng ta mới là hành động. Rèn luyện khả năng kiềm chế thì trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải duy trì cái trạng thái bạn ngã thứ hai ở thành niên. Thứ ba là thứ hai là biết bao dung và độ lượng, trả lời vui vẻ các câu hỏi, và cả cái phẩm chất cần thiết trong giao tiếp thì gồm có, nếu các em có thể ghi chép lại, là phải tỏ cái thái độ ân cần, ngay ngắn, chuyên chú, đỉnh đạt, đồng cảm với cái đối tượng của mình giao tiếp, ôn hòa, rõ ràng, nhiệt tình, nhất quán và khiêm nhường. Mỗi cái phần này thì thầy có giải thích ở đây các bạn. Các bạn có thể đọc qua một tí. Như thế nào là ân cần, ngay ngắn. Chẳng hạn như là trang phục phải nghiêm chỉnh, không mặc tùy tiện, áo rách, quần rách thì vẫn là luộm thuộc, đầu tóc rồi nói chung các thứ không có chuẩn. Chuyên chủ là không làm việc riêng trong khi giao tiếp, nhất là những cái việc mà mình đang học bài đó mà chúng ta lại làm việc riêng. Ở trên lớp thì có thể là thầy điều chỉnh được cái này các bạn, tức là ví dụ như là nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại hay là làm việc riêng, nói chung như vậy thì có thể là thầy điều chỉnh được. Nhưng mà học trực tuyến thì đấy là cái tự giác của các em, tự giác các em thì chúng ta có thể là biết được cái nội dung, cái chuyên đề hoặc là cái phần mà nó có thể là thầy giải thích cho các bạn. Đồng cảm tức là thể hiện cái tình cảm, cảm xúc đúng lúc đúng chỗ, tức là hiểu hoàn cảnh của cái người mà mình đang đối diện để mình có thể là thông cảm với họ, mình tỏ ra sự quan tâm với cái người đang giao tiếp. Ôn hòa, có người giao tiếp thì chỉ tay vào mặt người khác và nói thế này thế kia thì như vậy là không được, cảnh buông tay tùy tiện, đặc biệt là chỉ bàn tay về phía đối tượng giao tiếp thì như vậy. Điều này thì chỉ có khi bực nhau rồi chửi nhau, chứ còn thể hiện khi giao tiếp thì phải ôn hòa, rõ ràng, nhiệt tình, nhất quán, trước sau như một, khiêm nhường. Đấy là về số cái điểm nội dung mà chúng ta có thể là tham khảo thêm qua cái bài thầy đã gửi tóm tắt rồi. Kể từ ngày mai rồi đi thì chúng ta họp nhóm ở trên mạng, họp tổ trên mạng, để chúng ta có thể là thành lập một thiết kế cái bài tập. Thứ nhất là giới thiệu nhóm, và thứ hai là giới thiệu về bản thân mình. Cái bài tự chọn cũng tương tự như vậy, mà thầy cho các em khoảng 10 ngày để chúng ta làm các cái bài tập này. Riêng cái bài tập mà viết bài thu hoạch ấy, thì thầy sẽ trao đổi lại một phần nữa, để khi mà các em viết cái bài này thông qua cái việc gọi là nhận xét về nội dung, về phong cách, về tất cả mọi điều, để các em có thể là giúp thầy điều chỉnh cái phần giảng dạy, cái học phần giao tiếp trong kinh doanh này nó ngày càng tốt hơn, kể cả những cái điểm mạnh của thầy cũng như là điểm mà chưa được mà thầy trình bày cho các em. Sau đây thì chúng ta có thể nghỉ giải lao trong 10 phút, sau đó thì chúng ta phải quay lại để chúng ta làm cái bài tập tiếp theo. Sau cái bài tập này thì thầy sẽ gửi cả hai cái phần bài tập hôm trước, bài số 3 và bài số 4 này, để cho lớp trưởng điểm danh hai cái phần này.